Vũ Nhân đang có mặt tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở miền Bắc của tây bang Cali. Ngày 17 tháng 12, rất đông đại diện các cộng đồng, hội đoàn, các nhân sĩ, các vị dân cử đến tham dự buổi ra mắt tác phẩm Vết Chém, tuyển tập thơ văn của giáo sư Ngô Quốc Sĩ. Cái tác phẩm này mang tên là Vết Chém. Vết chém này tức là cái vết chém trên dân tộc Việt Nam, vết chém trên thân xác mẹ Việt Nam, vết chém ở trong tâm hồn con người Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng là muốn khâu vá cái vết chém này mà phải là sức mạnh của dân tộc vùng lên, sức mạnh dân oan, sức mạnh tôn giáo, sức mạnh trí thức, sức mạnh tuổi trẻ, và chúng ta sẽ bẻ gãy cái dao găm mã tấu súng đạn của cộng sản để chúng ta khâu vá lại thi thể mẹ Việt Nam. Đó là ý nghĩa hôm nay. Tác giả đã ưu ái dành tất cả số tiền có được ngày hôm nay để yểm trợ cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Và thưa quý vị, đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi là tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ của Tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc thực hiện. Tất cả những tiền bạc tài chính hỗ trợ cho cuốn sách này là giáo sư Ngô Quốc Sĩ ủng hộ hết cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Vì thế tôi rất là hân hạnh được tham gia trong cái công tác này. Cái sự sống còn của cái đài Đáp Lời Sông Núi là sự sống còn của chúng ta. Họ đã hoạt động đến cho đến bây giờ và không bỏ một buổi nào hết. Điều đó cũng chứng tỏ rằng là đồng hương của chúng ta cũng rất là người, rất là có lòng để làm thế nào tiếp tục giữ vững cái tiếng nói một cách rất là chính nghĩa đó và đưa cái tiếng nói đó đi về ở trong nước. Thì cái việc này là một cái việc chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần tiếp tay. Là giám đốc của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi thì xin ông có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN ở khắp nơi trên thế giới biết được là trong thời gian vừa qua đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã làm được những việc gì. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi là một cái đài đấu tranh do người Việt hải ngoại thực hiện từ hơn 5 năm qua, và như quý vị biết, cái mặt trận truyền thông là một trận hết sức quan trọng để phá vỡ cái sự bưng bít thông tin của nhà nước Cộng sản Việt Nam, đem cái sự thật đến cho đồng bào trong nước. Và trong 5 năm qua, chúng tôi đã phát hơn 2.000 buổi phát thanh, tức là từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 cho đến nay liên tục như vậy. Và thưa anh, đài phát thanh đã là một cái nhịp cầu nối tiếp giữa người Việt ở hải ngoại với đồng bào trong nước hàng đêm. Và vì vậy chúng tôi cũng nhận được cái sự chia sẻ từ đồng bào trong nước khi nghe đài rất nhiều. Và thưa quý vị, đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi cũng đã nhận được những cái đóng góp của giới trẻ. Thì chúng tôi cũng nhân tiện này, chúng tôi cũng xin các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn có điều kiện để vào Internet hoặc là nghe đài trên radio bằng nhiều cách, hãy nghe và cho chúng tôi những góp ý để đài mỗi ngày mỗi cải tiến và thực hiện được cái mục đích của chúng ta là đem sự thật đến cho đồng bào trong nước và để cho người dân trong nước biết được những gì mà nhà nước Cộng sản đã bưng bít che đậy. Dạ thưa anh. Chúng ta hãy tránh bỏ được sự sợ hãi để mà tiến lên giành lại cái quyền tự do dân chủ cho Việt Nam. Anh em chúng tôi muốn là nhắn nhủ với tất cả tuổi trẻ ở hải ngoại, tuổi trẻ ở trong nước, cũng như tất cả quý vị đã lắng nghe cái chơi đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.